Thưa quý vị các bạn, trong chuỗi clip về thang máy của tôi thì hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về ký sự của những người sử dụng thang máy. Xin mời quý vị các bạn xem. Thưa quý vị và các bạn, chỉ một thay đổi nhỏ trong mỗi chúng ta thì sẽ làm cuộc sống văn minh hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.